Hello, my friend, and welcome to the game. Killer Cat. Cat gì biết? Cat TV à? Mình dịch được cái từ sau, my friend. CATV là cái gì á? Nói chung, my friend tự hiểu đi. Let's go. Let's go. Sát thủ này nhìn hơi hơi bưa, my friend. Không có phong thái của một sát thủ gì hết. Những phong thái của một thằng mọt sách thì hơn. Killer KTV hả? À, Killer KT. Ôi giời ơi, cái chữ đó là chữ Y dài, mình cứ tưởng chữ V. Thì ra bạn ấy có một cái tên rất là dễ thương, my friend. Dễ thương giống như bạn ấy. Bạn ấy tên là KT. Và bạn ấy là một kẻ sát nhân. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ 6 thì phải. Dũng đang đi đâu về đấy? Mình đang đi chơi về thì phải. Sao Dũng về khuya thế vậy? Tại vì chơi vui của my friend. Mà em quên mất giờ giấc cho nên là bây giờ mới về. Wait, what? Xe vừa đi ngang mặt mình vậy. Với lại ai vậy? Con chó hay con gì vậy? Mở ám mày mít. Con mèo. Oh, mày có my friend. Mình tưởng nó giết con mèo. Nó giết con mèo là mình xóa game rồi. Xóa game, xóa video rồi. Ok mày bạn, nó giết mình thì được, giết mình thì được chứ không được giết mèo. Ok. Ủa? Mình đang ở đâu đấy? Mình đang rất là chảy máu và đang rất là đau mày bạn. What the hell? Hello. Tiêu tiêu. Lợn mình kẹp tóc quá. Ghê chưa? Mình đã nói gì rồi? Cách đây 2-3 hôm mình nói mới ra rồi. 30 năm kinh nghiệm trộm cướp mày bạn. Đừng có đùa với mình. Cái gì rơi vào tay mình cũng được. Là ổ khóa nhà mấy friend là đứt hết. Không có cái gì gọi là có thể cản bước được mình hết. Ok. Mấy friend không biết câu chuyện đó là gì à. Mình kể tóm tắt lại. Ok. Cách đây không biết là cách đây bao nhiêu năm nữa. Mấy friend tự trừ đi. Nhưng mà hồi mình học lớp 11, thầy giáo có nhờ mình gọi là mở cái tủ của thầy giáo. Ok. Và sao? Tất nhiên là mình làm được rồi. Chuyện nhỏ như con thỏ. Mặc dù thầy đã đánh mất chìa khóa. Ok. Và mình sử dụng chìa khóa khác của mình, nhưng mình vẫn có thể mở được. Từ đó mình và thầy đều có cách nhìn nhau rất là khác. Ý là mình vẫn nhìn thầy như vậy, nhưng thầy thì không. Hết câu chuyện. Câu chuyện nghe xàm xí quá hả? Đối với mấy fan thì có thể là xàm xí, nhưng đối với mình thì là không. Tại vì nó ảnh hưởng đến mấy năm cấp 3 của mình. Ok. Nhưng mà thật là may mắn, mình chỉ học với thầy 3 tháng rồi sau đó mình lượn qua lớp khác. Very nice. Nhưng mà cũng không biết nữa. Chắc câu chuyện nó cũng không từ tay, à lộn, từ mồm thầy này mà qua tay thầy khác được. Tại vì những năm còn lại của cái lớp đó, của cấp 3 của mình khá là tuyệt vời, my friend. Khá là ổn chứ nhầm. Mình chỉ không dùng từ tuyệt vời. Mấy fan đang hỏi là tại sao dùng chơi game mà dùng nói nhiều quá hả? Thứ nhất là vì mình sợ, my friend. Và thứ hai là mình đang muốn cho không khí nó đỡ nhạt nhẽo. Giờ đêm giờ hôm đi trong rừng làm gì? Vừa bị chém xong rồi chứ. Không phải là giờ kể chuyện, đây là giờ gì? Giờ đây bếp. Hello. Missing a part. Mất một cái thành phần gì đó, có lẽ là một cái cần gạt. Muốn zoom này mấy friend. Cái gì? Better save energy for later. Mình bấm nút ship để chạy thì nhân vật là tiên tri vũ trụ. Nhân vật bảo là nên giữ thể lực đi, tí nữa mới cần dùng. Hay lắm, hay lắm. Nhân vật biết trước sắp, chuyện gì sắp xảy ra rồi. Mình thì giả bộ như là chưa biết đi. It's locked. I need a key. Có một cái đồ hộp đồ nghề nhưng mà cũng bị khóa mất rồi. Cần có một chìa khóa. Mấy fan đang hỏi là sao mình không trổ tài cái kỹ năng gọi là bẻ khóa giống như mình vừa khoe đi hả? Không phải tự dưng một cái tay mà nút vào khóa được. Nó phải có một cái gì chứ. Mấy fan này không thấy là mình lượm được một cái kẹp tóc hay là một cái nhíp gì à? Với lại cái câu chuyện mình kể cho mấy fan là ngày xưa mình mở khóa của thầy bằng chìa khóa của mình. Ok. Nó có đồ nghề. Mình phải đi kiếm đồ nghề cái này. Có hay không? Mấy fan thích thì cứ việc yêu cầu đi. Mình sẽ làm hẳn một video riêng dạy mấy fan cách beatbox được như mình. Không biết tham gia bao nhiêu, biết bao cuộc thi rồi mấy fan đừng có đùa. Nhật giải hay không là chuyện của mình. Mình đi thi là để trổ tài thôi, với lại để học hỏi kinh nghiệm là chính. Trình của mình đi thi được rồi đấy, thi beatbox gì đấy. This too high can reach. I just skipped. What the fuck? Nice. Lượm được cái cần gà này mấy fan. Ha ha ha. Vô tình. Hóa ra nhân vật mình chỉ là một đứa nhóc thôi. Không thể với tới được một cái buồng điện thoại di động công cộng được. Căng phết đấy.
Một đứa nhóc nhưng mà lại biết tiên tri, my friend. Biết giữ năng lượng cho những lần tiếp theo. À lộn, nhầm, cho lần sau nhé. Cho lần tí nữa, later. Chịu phép nữa này. Nếu như không có sát nhân thì đây đúng là rất chịu. Rất là khó mấy fan ạ, để mấy fan có được một cuộc sống gọi là gần gũi thiên nhiên như vậy. Được nghe tiếng dế kêu mấy fan, tiếng ve kêu, và kể cả tiếng người kêu nữa, trong một khu rừng gọi là rất là yên bình mấy fan. Tạm thời là vậy, bây giờ là như vậy, ngay cái khoảnh khắc này chính là thế. Cho nên là hãy ông bà mình hay có câu đó là hãy trân trọng mọi thứ khi còn có thể. Wow, so deep, so deep. Mình không dám nói những cái lời đó cho mấy fan đâu, mà mình chẳng qua là truyền đạt lại lời của ông bà thôi. Ông bà ta, những bài học sâu sắc và quý báu mấy fan. 30 năm kinh nghiệm chơi game của họ để lại. Hello, có gì hot? Có cái chìa khóa cái gì chứ? Nice. Đầu tiếp. Oh, tìm dừng đúng một dịp luôn mấy fan. Jesus, cái cách xuất hiện thật là hoành tráng. Hey, giúp nè. Nhìn dễ thương mà ta. Thì em đặt chân ra ngoài, anh đứng im đó hả? Ouch. God damn it. Bỏ đen ơi, em giành lời được. Ơ! Barabum là barabim. Barabim là chạy lùi nè, friend. Hộp kia đâu rồi? Căng đấy. Với cái tốc độ này thì hơi căng đấy. Tưởng bị bút rồi. Đá mình văng luôn kìa. Đồ mất nét. Chết là mất game nha mấy bạn. Phải trở lại từ đầu mấy bạn. Ừ, chỗ này lạ phết. Chết đi sống lại thấy nhiều cái điều nó mới lạ mấy bạn. Được hồi sinh, cải lão hoàn đồng. What? Ha, nếu như có một cái rìu thì mình có thể vào đây được mấy bạn. Vào được cái chỗ một chiếc xe ô tô của thằng sát nhân vậy. Đó lại là một bài học khác của ông bà chúng ta dạy lại cho chúng ta, my friend. Khi mà chúng ta trải qua một cảm giác gọi là sống đi chết lại, mới phải sẽ nhìn cuộc đời nó khác ngay, thấy những điều mới mẻ và mới lạ. Chết đi sống lại nhưng quên không cầm một quẹt rồi. Nghe gì này, trời nó cứ tối tối. Không, nhiều khi đó là một cái hay đấy. Mình không đi địch thì mắc gì địch thấy mình, my friend, hiểu không? My friend nghe qua đó bây giờ chưa? Trời tối quá mà, mình không thấy gì đâu, không thấy đường luôn, mắc gì thấy nó. Nên nó không có lý do gì để thấy mình hết. Biết đâu lần này mình chạy thoát được thì sao? Parapim la parapum. Hi hi. Ai hi hi. Đồ ngốc. Tuổi gì được mình. Mình sẽ vần ở đây trước ok. Sau đó mình chạy ra lấy chìa khóa sau ok. Đó biết ngay mà ngu nó bị kẹt đó rồi. Hết game mà ra. Một cái rìu đúng không? Biết ngay mà. Cho không phải lấy rìu chém nó đâu my friend. Nếu như mà lúc trước mà mình chơi mình lượm được cái rìu là mình lại tưởng ra chém nó, nhưng mà không phải. Nhờ chết đi sống lại mình mới biết là cái rìu này có mục đích khác. Oh my god. Tự nhiên mình chạy quay đầu lại cho nó. Thằng bé này khỏe phết. Mình đang nói bản thân mình ấy. Chạy cứ như vận động viên điền kinh vậy. Qua đây là nhờ thằng sát nhân mới khám phá được tài năng của cá nhân và bản thân my friend. Nó đâu rồi? Ủa, what the fuck? Nó đâu rồi? Tài năng là gì? Vận động viên điền kinh, my friend. Mang lại huy chương vàng cho đất nước. Hả? Thật đùa đó má. Ui! Mình đang lái chiếc xe ra này, my friend. Good end, mình đang tự lái nè, mình tự lái nè, quẹo trái nè, quẹo phải nè, quẹo trái nè, quẹo phải nè, quẹo trái nè, quẹo phải nè, tăng lạng lắc đánh vòng nè. Nhưng mà mình đang lái, ý là mình cho mấy fan biết là mình đang lái, đi bên trái bên phải, bên trái mấy fan. Ủa, mấy chiếc bùng điện thoại công cộng để chi ta? Chú biết được. Lượn này khỏi đây trước để tích tiếp. Sao nhiều đường quá vậy? Đi bên phải mấy fan. Tối không thấy cái đường nhiệt. Ai vòng vòng hết xăng chơi cũng được. Ủa?
À, hết game. Không biết. Too easy my friend. Quá đơn giản. Dễ chơi. Quá dễ trúng tưởng. Sát nhân đứng nhìn buồn ghê mày. Tội, tội ghê my friend. Điên my friend. Nhờ sát nhân mình có phát hiện là mình có hai tài năng my friend. Không cần học bằng lái vẫn có thể lái xe. Và thứ hai đó là vận động viên đương kim tương lai my friend. Một tay cầm cái rìu nặng chắc phải 5 kg. Chạy không thở gì hết. Bỏ xa được thằng sát nhân my friend. Được. Cảm ơn my friend đã theo dõi. Ok. Chúc my friend một ngày tốt lành. Xin chào và gặp lại my friend. Goodbye. See you again.